Qua Kha, anh tin thiên đường là có thật không? Thiên đường hả? Chào cô, tôi là chủ nhân mới của chiếc laptop. Chắc là có sự nhầm lẫn, tôi vẫn đang sử dụng nó mà. Xin lỗi, cô có thể nhắc lại ngày chúng ta gặp nhau được không? Anh bị mất trí rồi hả? 20 tháng 5, 2019. Tôi biết những điều tôi sắp nói ra đây sẽ làm cô nghĩ tôi là một tên điên. Chúng ta không sống cùng một thời điểm. Tôi đang sống vào năm 2020, còn cô sống vào năm 2019. Kelly, hãy thay đổi vận mệnh của vợ tôi để cho gia đình tôi được đoàn tụ. Chúng tôi mang ơn cô suốt đời. Thực sự chúng ta không còn nhiều thời gian nữa. Thiên đường hả? Tất nhiên là có thật rồi. Thiệt hả? Thật mà. Em chính là thiên đường của anh đó.